Đây là bài viết Hỏa giáo, nguồn gốc và sức mạnh do team Spyroom tổng hợp. Còn mình là Nam, mời các bạn cùng lắng nghe bài viết này nhé. Ngày xưa, có một truyền thuyết đã tồn tại từ rất lâu, từ trong hư vô vĩnh hằng. Hãng xe ô tô Mazda đã sinh ra hai thực thể vũ trụ có trí tuệ. Angramenu, thần hủy diệt, đại diện cho tham lam, đố kỵ và phẫn nộ, và Spentamenu, đại diện cho sự sống và những điều tốt lành. Đùa chút thôi. Hãng xe Mazda được lấy cảm hứng từ Ahura Mazda, vị thần tối cao trong hỏa giáo Zoroastrianism, một trong những tôn giáo cổ xưa nhất trên thế giới còn tồn tại cho tới ngày nay. Ahura Mazda chính là đấng sáng thế đã tạo ra hai vị thần Angramenu và Spentamenu. Vậy thì hỏa giáo có nguồn gốc từ đâu và tín ngưỡng của họ có liên quan gì đến tục thờ bái lửa? Hãy cùng tìm hiểu trong những phần tiếp theo nha. Nguồn gốc của hỏa giáo. Hỏa giáo là tôn giáo độc thần đầu tiên trên thế giới có nguồn gốc từ Ba Tư cổ đại. Trong suốt khoảng thời gian hỏa giáo tồn tại, có rất nhiều tôn giáo khác đã ra đời và biến mất theo dòng lịch sử. Nhưng hỏa giáo bằng cách nào đó vẫn còn cho tới ngày nay. Hỏa giáo là quốc giáo của ba triều đại Ba Tư, cho đến khi người Hồi giáo chinh phục Ba Tư vào thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên. Những người Hỏa giáo tị nạn được gọi là Parsi đã thoát khỏi sự đàn áp của những người Hồi giáo ở Iran bằng cách di cư đến Ấn Độ và duy trì tín ngưỡng tại đất nước này. Người ta cho rằng người sáng lập ra Hỏa giáo là nhà tiên tri Zarathustra. Không rõ chính xác Zarathustra đã sống vào thời đại nào vì có rất ít tư liệu lịch sử ghi chép lại về nhân vật này. Hầu hết những gì được biết về Zarathustra đều đến từ Avesta, một bộ kinh sách tôn giáo của Hỏa giáo được tổng hợp qua thời gian. Một số học giả tin rằng ông là người cùng thời với Cyrus Đại Đế, vị vua của đế chế Ba Tư vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên. Mặc dù hầu hết các bằng chứng ngôn ngữ và khảo cổ học đều cho thấy ông có thể đã sống và sáng lập Hỏa giáo từ trước đó rất lâu, vào khoảng từ năm 1500 đến năm 1200 trước Công Nguyên. Zarathustra được cho là sinh ra ở một vùng đất mà ngày nay là Đông Bắc Iran hoặc Tây Nam Afghanistan. Có thể vào thuở bé, nhà tiên tri đã sống trong một bộ lạc theo đa thần giáo với hình thức tương tự như đạo Hindu. Theo truyền thuyết được ghi chép của Hỏa giáo, Zarathustra đã từng có mặc khải về một đấng tối cao trong khi tham gia một nghi thức thanh tẩy ở tuổi 30. Từ đó trở về sau, ông bắt đầu dạy các tín đồ thờ cúng một vị thần duy nhất tên là Ahura Mazda. Vào những năm 1990, các nhà khảo cổ học người Nga tại Gornatep, một di tích thời đại đồ đồng ở Turkmenistan, đã phát hiện ra dấu vết của một ngôi đền lửa thời kỳ đầu của Hỏa giáo. Ngôi đền có niên đại vào thiên niên kỷ thứ 2 trước Công Nguyên, khiến nó trở thành địa điểm sớm nhất được biết đến có liên quan đến Hỏa giáo. Hỏa giáo vào thời kỳ đế chế Ba Tư. Hỏa giáo đã trở thành quốc giáo trong thời cai trị của ba vị vua vĩ đại của Achaemenian, Cyrus, Darius và Xerxes. Dưới sức mạnh của những vị vua hùng mạnh này, niềm tin vào đấng tối cao Mazda có thể đã được lan truyền khắp châu Á thông qua con đường tơ lụa, một mạng lưới các tuyến đường trải dài từ Trung Quốc đến Trung Đông và vào châu Âu. Các niềm tin của Hỏa giáo như một vị thần tối cao duy nhất, thiên đường, địa ngục và ngày phán xét có thể lần đầu tiên được đưa vào cộng đồng Do Thái ở Babylonia, nơi những người từ vương quốc Judea đã sống trong cảnh bị giam cầm trong nhiều thập kỷ. Khi Cyrus chinh phục Babylon vào năm 539 trước Công Nguyên, ông đã giải phóng người Do Thái ở Babylon. Nhiều người trở về nhà ở Jerusalem, nơi con cháu của họ đã giúp tạo ra kinh thánh tiếng Do Thái. Hỏa giáo đã tỏa sáng rực rỡ cho tới khi Alexander giành thắng lợi trong cuộc xâm lược Ba Tư. Chiến thắng này đã giáng một đòn gần như chí mạng cho Hỏa giáo. Tuy nhiên, từ đống tro tàn, nó vẫn có thể hồi sinh. Các tín đồ của Hỏa giáo đã đấu tranh trong hàng trăm năm, và vào thế kỷ thứ 2, nó lại xuất hiện dưới sự bảo trợ của đế quốc Sasan. Hỏa giáo một lần nữa được khôi phục lại vinh quang cổ xưa của nó, đền thờ và nhà nước trở thành một, và các giáo sĩ hoàng gia đã thu thập tất cả những gì có thể tìm thấy từ kinh sách cổ đại. Sau đó, tôn giáo này phát triển mạnh mẽ trong 400 năm, nhưng lại sụp đổ vào đầu thế kỷ thứ 7 trong cuộc xâm lược của người Hồi giáo. Những tín đồ cuồng tín của nhà tiên tri đạo Hồi mang trong mình thanh gươm, tay còn lại là kinh Koran. Sự hủy diệt cuối cùng giờ đã được giáng vào Hỏa giáo. Những tín đồ cũ của nó, để tránh bị đàn áp, đã buộc phải theo đạo Hồi. Tuy nhiên,
Một số người thích sống lưu vong và tìm thấy trong số những người theo đạo Hindu một nơi an toàn, hòa bình và tự do để thờ phượng vị thần của họ. Hậu duệ của họ là những người Parsi hiện đại của Ấn Độ, những người tạo thành một cộng đồng, trên thực tế còn tốt hơn nhiều so với những người anh em Ba Tư lựa chọn ở lại và bị đạo hồi bức hại. Chính hai dân tộc ít ỏi này đã lưu giữ cho chúng ta những tàn tích còn sót lại của người Avesta cổ đại. Đĩa mặt trời, biểu tượng của Hỏa giáo. Đĩa mặt trời, Faravaha, là một biểu tượng cổ đại cho tín ngưỡng của Hỏa giáo. Nó mô tả một vị thần trong hình dạng một người đàn ông có râu và một tay vươn về phía trước. Vị thần ấy đứng trên một đôi cánh đang vươn ra từ một vòng tròn, tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Lửa là một biểu tượng khác của Hỏa giáo vì nó tượng trưng cho ánh sáng, sự ấm áp và có sức mạnh thanh tẩy. Một số tín đồ cũng công nhận cây trắc bách diệp là biểu tượng của cuộc sống vĩnh cửu. Tín ngưỡng của người theo Hỏa giáo. Trên thực tế, những người Hỏa giáo không phải là những người thờ cúng lửa hay một vị thần lửa như một số người lầm tưởng. Những người theo Hỏa giáo tin rằng các nguyên tố đều tinh khiết và ngọn lửa tượng trưng cho ánh sáng hoặc sự khôn ngoan của đấng tối cao Ahura Mazda. Hỏa giáo ít chú trọng hơn vào việc thờ cúng theo nghi lễ, thay vào đó tập trung vào châm ngôn, nói lời tốt, suy nghĩ tốt, hành động tốt. Người theo Hỏa giáo truyền thống cầu nguyện nhiều lần trong ngày. Một số người mặc kirsti là một sợi dây được thắt nút 3 lần để nhắc nhở họ về câu châm ngôn, nói lời tốt, suy nghĩ tốt, hành động tốt. Họ quấn kirsti xung quanh bên ngoài một chiếc áo sơ mi, vải cô tông trắng, dài và sạch sẽ. Họ có thể tham gia vào một nghi lễ thanh tẩy, chẳng hạn như rửa tay, cởi trói và sau đó tĩnh tâm trong khi đọc kinh. Những lời cầu nguyện chủ yếu mang tính chất cầu khẩn, kêu gọi và tôn vinh Ahura Mazda và bản chất tốt đẹp của đấng tối cao xuyên suốt mọi thứ. Những người cầu nguyện cần đối mặt với mặt trời, lửa và các nguồn ánh sáng khác đại diện cho ánh sáng và năng lượng thần thánh của Ahura Mazda. Những nơi thờ phụng của Hỏa giáo đôi khi được gọi là đền lửa. Mỗi ngôi đền lửa có một bàn thờ với ngọn lửa vĩnh cửu cháy liên tục và không bao giờ tắt. Theo truyền thuyết, ba ngôi đền lửa Hỏa giáo cổ đại được gọi là ngọn lửa vĩ đại, được cho là đến trực tiếp từ Ahura Mazda vào thời sơ khai. Các nhà khảo cổ vẫn đang tìm kiếm những đền thờ cổ đại này, mặc dù không rõ liệu ngọn lửa vĩ đại đã từng tồn tại hay hoàn toàn chỉ là truyền thuyết. Những người theo đạo Hỏa giáo chọn thiên táng để mai táng cho người chết vì không muốn người chết làm ô nhiễm các nguyên tố tinh khiết như lửa, đất hay nước. Họ đã xây dựng những ngọn tháp hình tròn, có đỉnh bằng phẳng được gọi là Dharma hay tháp của sự im lặng. Các xác chết được phơi dưới trời bất chấp thời tiết và được cần cần xử lý cho đến khi xương được nhặt sạch và tẩy trắng. Sau đó, hài cốt được thu thập và đặt trong các hố vôi, gọi là ossuaries. Tuy nhiên, từ những năm 1970, thiên táng đã bị cấm ở Iran. Nhiều người theo đạo Hỏa giáo ngày nay chôn người chết của họ bên dưới các tấm bê tông, mặc dù một số người Hỏa giáo ở Ấn Độ vẫn thực hiện việc chôn cất trên bầu trời. Ở thời điểm hiện tại, một địa điểm thiên táng vẫn đang hoạt động gần Mumbai, Ấn Độ. Avesta, bộ kinh sách quan trọng nhất của Hỏa giáo. Avesta, còn được gọi là Zen Avesta, là cuốn sách thiêng liêng của Hỏa giáo chứa đựng vũ trụ quan, giáo điều và cả những lời dạy của nhà tiên tri Zarathustra. Avesta là tất cả những gì còn lại của một bộ kinh lớn hơn nhiều. Các bản thảo đồ sộ của bản gốc được cho là đã bị phá hủy khi Alexander Đại Đế chinh phục Ba Tư. Avesta hiện tại tập hợp từ những tàn dư và được tiêu chuẩn hóa dưới các thời vua Sasania vào thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên. Avesta có 5 phần, bao gồm Yasna, chứa nghi thức chuẩn bị và hy sinh, Vipsprap, chứa đựng sự tôn kính với một số lãnh đạo tinh thần của Hỏa giáo, Vendidat, là nguồn chính của giáo luật Hỏa giáo, bao gồm cả nghi lễ và dân sự, Yasht là 21 bài thánh ca, giàu tính thần thoại về các Yajatas và các anh hùng cổ đại. Khuda Avesta hay Tiểu Avesta là một nhóm các bài văn nhỏ, thánh ca và lời cầu nguyện cho những dịp cụ thể. Các đoạn kinh thánh khác đã kể về sự tàn phá của Iskander đá nguyền rủa, chính là Alexander Đại Đế, sự cuồng tín của đạo hồi và con ma quỷ ăn thịt người của thời gian. Những ghi chép vụn vặt cho chúng ta biết thêm một số phần bị mất của Avesta gốc. Những gì còn thiếu trong bản gốc nằm trong cuốn sách Panlavi, một phần bản dịch của các văn bản Avesta cũ hiện đã bị thất lạc, và một phần chúng là sản phẩm gốc,
các tác phẩm bằng ngôn ngữ Pahlavi có giá trị lớn đối với những người nghiên cứu Hỏa giáo. Ảnh hưởng của Hỏa giáo tới văn hóa đương đại. Nhiều người đọc sách chắc hẳn đã biết về nhà tiên tri Zarathustra qua cuốn tiểu thuyết triết học. Zarathustra đã nói như thế của triết gia người Đức Friedrich Nietzsche vào thế kỷ 19. Trong đó, Nietzsche theo chân nhà tiên tri Zarathustra trong chuyến du hành của mình, trong khi Nietzsche là một người vô thần. Nhạc sĩ người Anh Freddie Mercury, ca sĩ chính của ban nhạc rock Queen, là người gốc Basi và thực hành các nghi thức của Hỏa giáo. Mercury qua đời vì các biến chứng của bệnh X vào năm 1991 và lễ tang ở London của anh được cử hành bởi một giáo sĩ Hỏa giáo. Vị thần tối cao của Hỏa giáo, Ahura Mazda, là tên gọi của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Mazda Motor Corporation. Công ty hy vọng rằng sự liên kết với thần ánh sáng sẽ làm sáng tỏ hình ảnh của những chiếc xe đầu tiên của họ. Tiểu thuyết gia người Mỹ George R. R. Martin, tác giả của bộ truyện giả tưởng A Song of Ice and Fire, sau này được HBO chuyển thành loạt Game of Thrones, phát triển huyền thoại của Azor Ahai từ Hỏa giáo. Trong đó, một á thần chiến binh, Azor Ahai, đánh bại bóng tối với sự giúp đỡ của thần Ra, một vị thần lửa mà Martin có thể đã mô phỏng theo Ahura Mazda. Trên đây là toàn bộ nội dung của bài viết. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên, thì hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Còn mình là Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.